lên rồi cho nên là không có cần phải mặc cái áo lạnh dày cộp nữa. Mặc dày thôi cũng được rồi. Bữa nay trời đẹp hết sức luôn. Hả? Mexican restaurant in Kearney. Have we ever been there before? Yeah, you went there. Oh, that one is nice. Yeah, you like the chips. I mean, do you... avocado. This yeah, one? Yeah. Okay. You want to do that? Yeah. And just split a fajita or something? Baby, so probably something to do with that. Yeah, yay. Tommy is my Uncle Ron's I see. So this daughter's husband. Uncle Ron. Yeah. So Katie is your cousin. Yeah. Katie and Megan are the other people that own some of the farm. My grandma's farm, right? Because there's me, Becky, and right now Ron and Sue. But once Ron and Sue pass away, it'll be Katie and Megan. Megan is the youngest, the dog. Hết là đã thu hoạch rồi đó.
6 eggs and Swiss breakfast croissant. Oh, man, just savvy. Made with fresh cracked eggs and served. Okay. Okay, ready? Quay chút xíu rồi tới hồi quay vô bên kia chứ không quay nữa. Trong nhà hàng của người ta không tiện quay. Hả? What? What did it? I'm gonna wash the car today. Wash car. What's this shirt? And is that live? No, not live. Okay. What's this shirt? What's wrong with your shirt? Well, it looks good on you. I know, but it's. But if this starts creeping up, this is like, showing. Trong mấy cái nhà hàng của Mỹ á, trong khi mà chờ gọi món ăn đó là bao giờ người ta cũng đem ra cho mình cái chip này và chấm với nước sốt này. Well, how are you? Hả? Hi. Would you like to be? Ready to order? Is that what you just said? Or what to drink? Yeah. What do you want to drink, babe? Coke. Coke? She'd like a Coke. Thank you. I want a piña colada. What type? Not the largest, but the one step down from the largest. Yeah. Okay? Okay. Thank you. Last time you ordered the largest. The large? Yeah, and it was too large. Oh. I'm just gonna order a few things for lunch. I'm sure it's a smaller size. Right. You wanna try chicken fajitas? I have no idea what it's like. Same thing except with chicken. Same thing we normally get, but with chicken. Okay. Yeah. I'm going to order the chicken fajitas for you. And I'm going to go with one of these. Good.
tahita. Trong đây có một cái như open ấy. Trong đó có một cái bánh mình một cái bánh này nó giống như vậy nè. Mình lấy cái này ha, xong rồi mình lấy cái này bình thường cái này đó. Bữa nay là mình gọi món là gà, nhưng mà mỗi khi nó là thịt bò, như là bò bít tết, kiểu như bò biết gọi là cái gì nữa. Xong rồi cái mình gói những cái này nè, gạo nè, còn đây là đậu nè, đậu đỏ cái gì đó, đây là cà chua, hành, đây là salad, còn đây là bơ nè, còn đây là chắc là cheese. Is this cheese? It's a cheese. Yeah, the sour cream. Sour cream. Cái một cái loại canh chua. Yeah, go ahead. Huh? Eat. I'm gonna give you the first bite. Huh? No. Not a lot. You wanna try mine, Ethan? You might as well. What is that? Then you'll know if you like it or not. Good feta right there. I would put maybe. Do you like the hot sauce or no? No, can I dip it? You just stuck a whole bunch of avocado in there. Huh? So you just used all that avocado, and I wouldn't dip it in there. You got a lot of avocado. Just like avocado. Well, everybody loves avocado, baby. Looks good. Is it good? This is my favorite. Well, I normally get steak instead of chicken. Do you like the chicken better? No, both that are good. Mình đang ở cái thành phố này, nó tên là Gladstone. Thì anh thanh niên là tối hôm qua đi bar ở đây cho nên bỏ quên cái thẻ, giờ phải quay trở lại đây để mà lấy. Lấy xong rồi cái là hai đứa bắt đầu đi ghé chợ. Thì bữa nay hai đứa ở cái thành phố này, nó có một cái chợ châu Á tên là Mỹ Xuyên. Mình search trên Google thì thấy chưa có đến đây bao giờ hết, cho nên là đến thử coi sao. Mình thấy qua Google thì nó cũng không có lớn lắm, nhưng mà mình nghĩ là những cái đồ hoặc là gia vị châu Á thì cũng có đó. Cho nên là mình sẵn tiện đang ở gần thì mình ghé thử sẵn mua một ít đồ cho nhà dùng luôn. Bữa nay nắng đẹp lắm, thời tiết rất là thở nắng vậy, nhưng mà bên ngoài không khí mát lắm chứ rất là dễ chịu. Hồi nãy ghé ăn trưa ở cái nhà hàng Mexico đó, ăn xong rồi cái no hết sức là no luôn, ăn đâu có hết đâu, tại vì một cái khẩu phần ăn của nó rất là nhiều. Nghĩ là lẽ ra là chỉ cần gọi một phần thôi, hai đứa chia nhau ra ăn là cũng đủ rồi đó, nhưng mà tại vì cái ông kia ông kêu chứ là ăn trưa, một cái phần ăn trưa đó ông thấy giá rẻ quá cho nên ông sợ là nó ít, không có đủ, cho nên là gọi hai phần, cuối cùng là phải bỏ vào hộp mang về ăn xới chiều ăn tiếp, lại nhiều quá đó. Nói để mua cái gọi là cái gì đó, cái cây để gắn cái GoPro cho nó dài ra, tại vì cái tay ngắn quá, cầm nhầy cái quay khúc được khúc mất, mà cũng chưa mua kịp nữa. Trời, anh thanh niên anh lấy xong rồi giờ anh quay trở lại.
You got it? Đây, tới rồi đây. Chuyển xuyên. Ok. Let's go. Go, sir. Không biết có bán cái gì hơn nữa, đi coi cho xem. Chuyển xuyên ha. Mình có chút xíu thôi, vô đó phải mua đồ, nó không quay được nhiều đâu. Theo toàn cảnh chợ. You get the machine, right? Yeah. Here, right here, sir. Đây, còn cảnh chợ đây. Nhỏ thôi. Yeah, the last one. 50 pounds. Hai, mua được bao nhiêu đây đây? Chợ không lớn lắm, nhỏ nhỏ nhưng mà cũng nhiều thứ quan trọng là con bí nữa nè, con hy viên á, con hy viên ghê chưa, chợ hết cái chợ vậy luôn nè, chợ hết cái chợ trong cái xe vậy luôn á. Như đây tổng thiệt tuần này đi chợ hơi bị quá lố, tổng thiệt hại hết là 300 đô cả hai cái chợ, một chợ Việt Nam, chợ Việt Nam nhỏ thôi, còn lại là đi chợ Mỹ nữa. Đó, mua được cái bao gạo qua, gạo dẻo nè, còn đằng trong đó là trội thôi, quá chừng là đồ ăn luôn. Ok, bây giờ tới nhà rồi, dỡ đồ xuống đây. Thật là kinh khủng, quá khủng khiếp. Chợ hết cái chợ vậy ta, vậy luôn nha ta. Đây, đây là nguyên cái đống đồ khui ra đây nè, của ngày hôm nay. Cái chợ đây, cà phê Việt Nam, bánh đĩa, cà phê mua luôn 4 gói, đặng để dành trừ hao. Bánh bía mua luôn 2 bịch luôn, 2 hộp. Đây có cái này đặc biệt nè. Đây là chuối nha. Chuối nha, chuối xiêm á mà đông lạnh á. Nè đậu phộng. Cái này là bánh hỏi. Cái này nè, cái này với cái này nè. À. Cái này là bột khoai để nấu chè chuối nè. Còn cái này là mì quảng khô nè. Mấy cái này là snack thôi. Cái này là giống như là bia, thức uống có cồn vậy đó. Cái này là lạp xưởng, nước cam, sữa tươi. Đây, đây là ba bịch kẹo để dành cho ngày mai Halloween. Cái hộp bánh này thì để cho mình ăn sáng. Nước mắm của mình, nước tương của mắt xanh, dầu của anh hai. Cái này là big stick với lại pizza đông lạnh cho bo ăn sáng. Trong đây mình có dầu mè nè, tương chim su nè,
cái này là fruit loops với lại mấy cái đồ ăn sáng mà bỏ sữa vô đó. Còn cái này là gì ta? Cái này là củ dền, nho bữa nay ngon lắm. Nè, ngon hết, rất là ngon luôn, phải không? Rất là ngon luôn. Bánh bagel như mọi khi. Đây mình còn có cái chi tọt nữa. Ớt chín đông lạnh. Đây có thịt xay, thịt sừng non. Ghé chợ Việt Nam gặp ông chủ chợ là ông Mỹ Trắng. Ông thấy mua nhiều quá, ông cho luôn con cá, ông không tính tiền. Còn cái này là bò viên đông lạnh nè. Bò viên đông lạnh. Này hành tím, đó. Bao nhiêu đây tổng cộng? Cái này không phải, cái này là cái trứng luộc ăn. Nguyên cái đống này là tổn thất tổng cộng là $300 luôn á. Kinh khủng chưa? Quá dữ.